Thưa quý vị, bên cạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, thời gian qua các cấp hội nông dân thành phố Đà Nẵng luôn chú trọng phát động các phong trào vì cộng đồng phù hợp với thực tiễn tại mỗi địa phương, góp phần tập hợp, thu hút hội viên nông dân đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Những năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Lợi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, gồm 9 người sống trong căn nhà chật chội 50m². Vì gia cảnh khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp. Do đó, mỗi khi đến mùa mưa bão, gia đình bà Lợi rất lo lắng. Qua khảo sát, Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình bà Lợi có điều kiện xây mới lại ngôi nhà. Hiện nay, căn nhà bà Lợi đã hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình. Bữa nay là hoàn thành ngôi nhà thì cũng là nhờ tất cả các cấp, các ban lãnh đạo của các thành phố, Hội Nông dân và bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mùa mưa gió này là tôi không, mẹ con, bà cháu tôi không phải chạy như trước nữa. Rất là cảm ơn. Tương tự trường hợp bà Lợi, thời gian qua các cấp hội nông dân thành phố đã và đang thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng mái ấm nông dân, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, trợ giúp của các tổ chức cá nhân đã giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua sự hỗ trợ và quan tâm của các cấp, thì Hội Nông dân phường mong rằng gia đình bà Nguyễn Thị Lợi mong rằng bà giáo dục con cháu, con em trong gia đình luôn là xứng đáng là một gia đình văn hóa, rồi giảm cố gắng làm ăn để cho thoát nghèo và cũng là góp phần an sinh xã hội của địa phương. Cùng với phong trào mái ấm nông dân, các chương trình nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đoạn đường điểm an toàn, văn hóa văn minh cũng ngày càng được hội viên hưởng ứng tích cực. Theo kế hoạch của thành hội, phấn đấu mỗi xã phường có một đoạn đường điểm do hội nông dân cơ sở phát động và xây dựng. Hội nông dân các phường thì phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể của phường, phối hợp với lại đậu với các đô thị cũng như là các cái cơ quan thuộc quận để rồi là phục vụ cũng như là hỗ trợ trong cái việc xây dựng cái đoạn đường. Thì trong đó là hội nông dân quận cũng là một trong những cái đơn vị mà có cái trách nhiệm và có cái sự phối hợp rất lớn đối với các phường trong việc xây dựng cái tuyến đường an toàn văn hóa văn minh. Toàn thành phố hiện có khoảng 47.500 hội viên nông dân. Nhờ vận dụng nhuần nhuyễn công tác dân vận, Hội Nông dân thành phố đã huy động hiệu quả được nguồn lực từ hội viên, qua đó phát động các phong trào, chương trình gần gũi, phù hợp với thực tiễn của người dân địa phương, góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố.